Chiều ngày 17 tháng 5, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Sa Tháp Chàm đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Đà Sơn, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 vừa qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban, đảng của Thành ủy và lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của thành phố Phan Sa Tháp Chàm. Năm 2021, trong điều kiện vẫn còn nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt kịp thời, sát sao của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp với các phòng ban ngành thành phố, sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy và chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn phường Đà Sơn nhìn chung ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, có 18 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra. Lĩnh vực kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trong năm 2021 ước đạt 416.204 triệu đồng, trong đó thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 47%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.181 triệu đồng. Trên 3.005 triệu đồng, đạt 72,6% so với dự toán giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì. Các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Số lao động được giải quyết việc làm trong năm 2021 đạt 115%. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được thực hiện tốt, giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng cấp trên giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong năm đã phát triển thêm 7 đảng viên mới, đạt 116,6%. Năm 2021 được Thành ủy đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đà Sơn tiếp tục lãnh chỉ đạo cán bộ và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nhanh chóng phục hồi kinh tế, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, nâng cao chất lượng nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thi hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, lãnh chỉ đạo thành công công tác đại hội đoàn thanh niên và cựu chiến binh phường, xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Đà Sơn đạt được trong năm qua, đặc biệt đánh giá cao trong hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ sôi nổi tại địa phương. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường cần xác định hướng đi cho phù hợp, sát với thực tế, phát triển thương mại dịch vụ phải có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, tập trung công tác thu ngân sách nhà nước. Về giải quyết các kiến nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Văn phòng Cấp ủy Chính quyền thành phố phối hợp với các phòng ban tham mưu giải quyết các kiến nghị, trong đó giao Phòng Quản lý Đô thị thành phố khẩn trương giải quyết tình trạng ngập nước tại trường A-School, thống nhất chủ trương cân đối nguồn vốn để đầu tư hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng theo lộ trình, xem xét phân cấp giải quyết hỗ trợ thu phí vệ sinh môi trường. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Sa Tháp Chàm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Đà Sơn đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022. Xây dựng phường Đà Sơn ngày càng phát triển, trong đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung công tác thu ngân sách, xây dựng nghị quyết chuyên đề về tập trung công tác thu ngân sách, tập trung phát triển văn hóa xã hội, thoát nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, quan tâm công tác giáo dục thể chất cho học sinh, tăng cường công tác xây dựng đảng vững mạnh toàn diện, tập trung công tác chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng,
chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tập trung công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện nghị quyết của đảng, quan tâm công tác dân vận của đảng, dân vận chính quyền, phát huy vai trò phản biện, giám sát của mặt trận, đoàn thể địa phương.